Công an tỉnh Gia Lai vừa tổ chức hội nghị giao ban công tác quý 1 năm 2024. Trong quý 1 năm 2024, lực lượng công an tỉnh đã chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh vô hiệu hóa các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động, phun rô lưu vong. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững, đã điều tra làm rõ 267 vụ phạm pháp hình sự, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng giảm 35,8%, có 9 loại tội phạm giảm mạnh như giết người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hủy hoại tài sản, đã bắt vận động đầu thú 23 đối tượng truy nã. Đặc biệt trên địa bàn tỉnh không để xảy ra tội phạm có tổ chức hoạt động phức tạp, công tác điều tra xử lý tội phạm được bảo đảm, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Hội nghị đã tập trung thảo luận nêu những mặt công tác còn tồn tại hạn chế, đồng thời đề xuất ý kiến, kiến nghị và biện pháp thực hiện để giám đốc công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo, giải quyết kịp thời, bảo đảm tốt an ninh trật tự trong thời gian tới.